Vũ Xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vì sao đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam lại thuộc danh sách có nguy cơ bị bắt hàng tấn công ngày 3 tháng 5 BBC tiếng Việt cho hay đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố vì sao theo đó Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố của đại sứ quán nước này tại Việt Nam lên mức báo động vào ngày 2 tháng 5 đây là mức cao thứ hai trong số 4 mức phân loại nguy cơ khủng bố của Hàn Quốc bốn mức độ phân loại nguy cơ khủng bố của Hàn Quốc từ thấp đến cao lần lượt là chú ý, cảnh giác, báo động và nghiêm trọng. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết Hàn Quốc có một đại sứ quán ở Việt Nam nằm ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và hai tổng lãnh sứ quán ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Bên cạnh đó, các đại sứ quán, lãnh sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia, Lào, Nga và Trung Quốc cũng đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức này. BBC dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng theo đó, các đặc vụ của Bắc Hàn sẽ dễ hành động hơn ở các quốc gia thân thiện với Bình Nhưỡng. Theo BBC, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bắc Hàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ thứ 20, khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1 năm 1950 đến nay. Vào năm 2019, ông Kim Jong-un đã chọn Hà Nội làm địa điểm cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. BBC dẫn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng văn phòng điều phối chính sách chính phủ Hàn Quốc cho biết. Những sự điều chỉnh này là phản ứng của Hàn Quốc trước thông tin tình báo được các cơ quan của chúng tôi thu thập cho thấy những nỗ lực đe dọa của Bắc Hàn tới quan chức ngoại giao Hàn Quốc. Và đây là hình Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. BBC cũng dẫn tuyên bố của cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc cho biết đã có một số dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào các nhà ngoại giao và công dân Hàn Quốc. Cơ quan này cho biết Bắc Hàn đã điều động các đặc vụ chính phủ tăng cường giám sát các hoạt động ngoại giao của Hàn Quốc và xác định mục tiêu cho các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra. Ở chiều ngược lại, BBC dẫn truyền thông nhà nước của Bắc Hàn chỉ trích những cáo buộc nói trên, cho rằng đây là nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm làm suy giảm uy tín của Bình Nhưỡng. Bài viết trên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng dẫn lời ông Johan Bon, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng, mối đe dọa khủng bố từ Bắc Hàn trùng khớp với sự thay đổi quan điểm của Bình Nhưỡng về mối quan hệ với Hàn Quốc. Bắc Hàn đã chuyển hướng quan điểm từ mong muốn hợp nhất với Hàn Quốc sang thành hai nước đối đầu. BBC cho hay, từ năm 2009 đến nay, đây là lần đầu tiên mức cảnh báo khủng bố được tăng liền hai bậc. Và đây là hình ba thế hệ lãnh đạo, cha truyền con nói của Bắc Hàn. Năm 2009, mức cảnh báo đã được nâng từ cảnh giác lên nghiêm trọng khi Hàn Quốc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN và Hàn Quốc tại đảo Jeju ở miền Nam. Năm 2018, trong thời gian diễn ra thế vận hội mùa đông Pyeongchang và năm 2019, trong thời gian tổ chức hội nghị ASEAN và Hàn Quốc tại thành phố Busan, cảnh báo đã được nâng lên mức nghiêm trọng. Bên cạnh đó, BBC liệt kê những vụ tấn công khủng bố bị nghi ngờ do Bắc Hàn thực hiện ở nước ngoài, như vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với ông Kim Jong Un bằng chất độc thần kinh VX Tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia năm 2017, vụ tham tán văn hóa Joe Dutkin làm việc tại lãnh sự quán Hàn Quốc ở Nga bị một kẻ tấn công không rõ danh tính đánh chết vào năm 1996. Vụ đánh bom nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Chen hwan ở thành phố Yangon, Myanmar năm 1983. Ông Chen sống sót nhưng 21 người khác đã thiệt mạng, bao gồm 17 lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc. Nhiều vụ tấn công dân thường trong thời kỳ chiến tranh lạnh từ năm 1947 đến năm 1991, bao gồm các vụ đánh bom ở sân bay Seoul và vụ đánh bom máy bay dân dụng của Hàn Quốc vào năm 1987, khiến 115 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam lại thuộc danh sách có nguy cơ bị bắt hàng tấn công? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng sẽ ở lại nhiệm kỳ thứ tư. Ngày 30 tháng 4, Block Nguyễn Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt bình luận, Vương Đình Huệ bị loại mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận xét, chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây ác hẳn khiến công chúng và giới quan sát kinh ngạc vì những diễn biến chưa từng có tiền lệ. Với ba ủy viên Bộ Chính trị, thuộc tứ trụ phải khăn gói ra đi trong vòng 16 tháng. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Anh Tuấn AFA. Trong ba trường hợp này, chỉ có vụ ông Nguyễn Xuân Phúc là có vẻ dễ hiểu trong mắt công chúng vì gia đình ông dính vụ Việt Á. Còn hai vụ ông Võ Văn Thưởng với sai phạm từ 12 năm trước và ông Vương Đình Huệ với việc để cho trợ lý mượn danh đến vài chục năm lại khó hiểu với công chúng hơn rất nhiều, khi hàng loạt câu hỏi được đặt ra là chưa hề được giải đáp. Theo tác giả, đây là điều vô lý vì công tác kiểm soát nội bộ của các chế độ cộng sản luôn được ưu tiên hàng đầu do nhiều cơ quan cùng thực hiện nhằm kiểm chứng chéo lẫn nhau. Tác giả đặt câu hỏi, với những sai phạm cũ và kéo dài như vậy, vì sao ông Thưởng và ông Huệ có thể vượt qua những tiêu chí khắc khe đối với nhân sự cấp cao qua nhiều kỳ đại hội đảng để mà thăng tiến lên những vị trí cao nhất hàng tứ trụ. Câu trả lời đơn giản là vì người nắm quyền tối cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, một kẻ tham quyền cổ vị. Tác giả nhận định bằng cách này và cứ thế này chỉ trong khoảng hơn một năm nữa, tức là vào lúc Trung ương phải quyết định phương án nhân sự chủ chốt, sẽ không còn một lựa chọn khả dĩ nào khác ngoài ông Trọng cho vị trí tổng bí thư, mặc cho hồ sơ sức khỏe và bệnh tình của ông ông Trọng sẽ điềm nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư với lời biện bạch quen thuộc rằng dù tuổi cao, sức yếu, năng lực có hạn, song không thể thoái thác nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó. Tác giả cho rằng nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng cũng sẽ được hợp thức hóa bằng việc sửa đổi điều lệ đảng lần đầu trong 15 năm ở kỳ đại hội tới đây. Việc sửa đổi này được chính ông Trọng công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu điều khoản giới hạn hai nhiệm kỳ với chức danh tổng bí thư sẽ được gỡ bỏ. Vẫn theo tác giả, dĩ nhiên có người sẽ cho rằng ông Trọng không cần phải hao tâm tổn trí, loại bỏ các thành viên tứ trụ khác như vậy. Với quyền lực hiện tại, nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư, ông Trọng cứ thế mà ngồi lại vì rất ít ai dám thách thức vị trí của ông. Và đây là những X, Y, Z đã bị loại. Tuy nhiên tác giả bình luận với một người hay nhắc đến danh dự như ông Trọng, ngồi lại là một chuyện. Ngồi lại nhưng không bị giảm pha và điều tiếng tham quyền cố vị lại là một chuyện khác. Ông Trọng đã từng gặp phải điều tiếng này vào đại hội thứ 13 khi ông ngang nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba của mình bất chấp giới hạn nhiệm kỳ trong điều lệ đảng. Tác giả phân tích, ông Trọng sẽ còn vấp phải phản ứng từ dư luận trong đảng, đặc biệt là từ các nguyên lão, cán bộ cấp cao về hưu. Nhiều người trong số này thuộc lớp đàn anh của ông Trọng vốn tận chịu ràng buộc về tuổi tác và giới hạn nhiệm kỳ một cách tự nhiên sẽ không hài lòng trước việc ông trọng cố tình vi phạm điều lệ đảng để ngồi lại họ có thể không phản đối ông trọng một cách công khai nhưng sẽ tìm cách đưa ra thông điệp trong đảng rằng ông trọng nên nghỉ hưu để tạo điều kiện cho X hoặc Y hoặc Z những người trẻ khỏe và có năng lực hơn đánh vác trách nhiệm bằng cách loại bỏ hết cả X lẫn Y lẫn Z ông trọng sẽ làm tắt tiếng những thông điệp như vậy và tạo ra tình thế không còn lựa chọn hợp tình, hợp lý nào khác ngoài cá nhân ông cho vị trí tổng bí thư. Bởi vậy tác giả kết luận có thể cho rằng việc ông Huệ và trước đó nữa là ông Thưởng và ông Phúc bị loại sẽ mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng Trọng sẽ ở lại nhiệm kỳ thứ tư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới